trưởng công an huyện, lên mạng cảm ơn người dân Bình Thuận. Công an huyện Tuy Phong đã bắt giam 9 người quá khích và truy xét kẻ cầm đầu. Trưởng công an huyện gửi lời cảm ơn người dân đã hỗ trợ cảnh sát làm nhiệm vụ trên trang cá nhân. Ngày 19 tháng 6, Thượng tá Trần Long Khánh, trưởng công an huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã đăng trên trang cá nhân thư cảm ơn gửi đến người dân đã hỗ trợ, bảo đảm an ninh trật tự, vận động những người phạm tội ra đầu thú. Trao đổi với báo, Thượng tá Khánh cho hay, khi những kẻ quá khích tấn công lực lượng công an làm nhiệm vụ đốt phá tài sản, nhiều người dân bình tĩnh khuyên can người quá khích không tấn công cảnh sát, họ chở những người bị thương đi cấp cứu. Ngoài ra, người dân còn thu hồi quân trang của cảnh sát cơ động giao lại cho cơ quan chức năng. Qua những nghĩa cử, tình thương của người dân với lực lượng cảnh sát, tôi thấy nên cảm ơn những người dân, trưởng công an huyện Tuy Phong nói. Trong thư đăng trên trang cá nhân, Thượng tá Khánh cho hay, trong ngày 10 và 11 tháng 6, hàng trăm người dân tại thị trấn Phan Rí Cửa tuần hành bày tỏ chính kiến về dự thảo luật đặc khu gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1. Chính quyền đã tuyên truyền, vận động, giải tán, giải tỏa giao thông nhưng bất thành. Lực lượng chức năng đã triển khai, giải tỏa giao thông theo chỉ đạo tuyệt đối, không gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người dân. Nhưng những người quá khích đã manh động, dùng gậy gộc, gạch, đá và bom xăng tấn công lực lượng thực thi công vụ. Những người này còn đập phá, đốt xe cảnh sát, tấn công, phá hoại trụ sở đội cảnh sát. Phòng cháy chữa cháy Tuy Phong Bắc Bình, đóng tại khu vực cầu Nam Bắc Bình. Thượng tá Khánh cho hay, khi xảy ra vụ việc, nhiều người dân tham gia khuyên can, những kẻ quá khích, kêu gọi người vi phạm pháp luật ra tự thú, trình diện để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cùng ngày Thượng tá Trần Long Khánh cho biết, cơ quan này đã khởi tố, bắt giam 9 nghi phạm để điều tra về hành vi gây rối trật tự, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ hôm 10 và 11 tháng 6. Theo đó, những nghi can bị bắt là thanh niên địa phương đã tham gia gây rối, ném đá vào lực lượng chức năng và đốt phá tài sản tại trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy, đóng tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang truy xét một thanh niên có dấu hiệu là người cầm đầu, kích động vụ gây rối. Thanh niên mặc áo thun đen, quần sơ đen, đội mũ, đeo kính và khẩu trang, đã kích động những người ném đá vào lực lượng cảnh sát và phóng hỏa đốt các phương tiện. Kẻ xấu đã kinh doanh ngay trên lòng yêu nước của người dân. Đó là khẳng định của giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Khi nhắc tới các vụ biểu tình gây rối vừa qua, liên tiếp những ngày qua, lực lượng chức năng các địa phương đã bắt giữ nhiều đối tượng có dấu hiệu bày tỏ sự không đồng tình đối với các dự án luật được bàn thảo ở Quốc hội. Giáo sư Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, việc tụ tập đông người xuống đường biểu tình gây ách tắc giao thông, thậm chí đập phá trụ sở chính quyền là sự việc đáng tiếc. Cần thông tin kịp thời để người dân không bị lôi cuốn vào sự việc có tính chất tự phát. Những người tham gia vụ việc này cũng đã không hiểu thấu đáo thông tin, dễ bị nhầm lẫn giữa thật giả, bị kẻ xấu xúi giục, kích động, thậm chí bị lôi kéo bởi những lời lẽ mị dân, dẫn đến những hành động gây mất ổn định. Điều này đã ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và Nhà nước, và sâu xa đã ảnh hưởng tới chính cuộc sống của người dân. Sự việc đáng tiếc đã xảy ra và các cấp ngành cũng đã có những biện pháp kịp thời để giải quyết. Rõ nhất là việc Quốc hội đã dừng việc thông qua dự án luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, để lùi lại vào kỳ họp tới để tiếp tục suy nghĩ thấu đáo, kỹ lưỡng hơn, tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia và cân nhắc mọi yếu tố trong việc thông qua một dự án luật liên quan đến việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, mà cũng liên quan đến chính cuộc sống người dân. Theo giáo sư Hoàng Chí Bảo, từ sự việc xảy ra ở Bình Thuận hay một số địa phương khác, cần phải rút kinh nghiệm về nhiều mặt. Qua sự việc cũng cho thấy, rõ ràng nếu các địa phương kịp thời, nhạy bén, có những phản ứng linh hoạt để giữ ổn định bằng cách thông tin kịp thời cho dân chúng, kể cả biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động để cho dân chúng không bị lôi cuốn vào sự việc có tính chất tự phát như vậy, vô hình chung đã vi phạm pháp luật. Rõ ràng yếu tố thông tin rất quan trọng. Thông tin thông suốt, từ trên xuống dưới, nhất là các địa phương, những người lãnh đạo quản lý ở địa phương đều phải có tầm nhìn chiến lược và phải kịp thời thông tin cho dân chúng được biết, có sự hướng dẫn cả những hành động tích cực, phòng ngừa, ngăn chặn những hành động tiêu cực. Hội chứng đám đông, những tác động tâm lý nhất là đối với lớp trẻ, đó cũng là những điều phải rút kinh nghiệm. Giáo sư Hoàng Chí Bảo cho biết,
từ câu chuyện kích động gây rối ở một số địa phương trong thời gian qua cũng cho thấy câu chuyện dân chủ luôn luôn có giá trị lâu dài. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng tới vấn đề tiếp dân, giải quyết tại cơ sở những nhu cầu lợi ích thường nhật của dân, đồng thời rất chú trọng tới vấn đề giáo dục, tuyên truyền động viên, để nhân dân hiểu rõ sự thật. Qua sự việc đã xảy ra vừa qua, điều chúng ta phải chú trọng đó là phải trở lại những bài học rất cơ bản về dân chủ. Trong đó có vấn đề tiếp dân, để thông tin cho dân biết, trong đó có việc trả lời chính xác, minh bạch những điều mà dân chất vấn. Những gì hợp lý với dân, mà có thể thực hiện trong thẩm quyền, trách nhiệm của mình, thì phải giải quyết ngay cho dân. Đây là biện pháp tích cực nhất, để giữ được ổn định chính trị xã hội, thỏa mãn yêu cầu của nhân dân, trong khuôn khổ của luật pháp. Nguyên ủy viên Hội đồng, Lý luận Trung ương cho biết, kẻ xấu đã kinh doanh ngay trên lòng yêu nước của người dân. Lòng yêu nước là phẩm chất rất cao quý, là giá trị tinh thần, nhân dân thể hiện lòng yêu nước của mình, nhưng phải hiểu biết. Giác ngộ và bất cứ hành vi, dù lớn nhỏ đều đặt trong hành lang luật pháp. Nhìn từ những vụ tụ tập đông người, kích động gây rối vừa qua, đặc biệt là việc đập phá cơ quan chính quyền ở Bình Thuận, cho thấy lòng yêu nước của người dân đã bị kẻ xấu lợi dụng, hay nói cách khác, chúng đã kinh doanh ngay trên tình cảm, yêu nước chân thành của người dân. Theo dõi khá sát việc, giải quyết các điểm nóng những ngày qua của lực lượng chức năng, giáo sư Hoàng Chí Bảo cho rằng, cần nghiêm khắc rút kinh nghiệm bằng cách tăng cường, giáo dục ý thức pháp luật cho người dân, nhất là lớp trẻ, đồng thời phải luôn luôn chú trọng vào việc quản lý xã hội một cách khoa học, chặt chẽ, đúng luật pháp, đồng thời phân hóa những người do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, trình độ hạn chế, dẫn tới hành vi sai trái với những kẻ xấu có tính chất cầm đầu kích động, phá hoại. Phải dùng luật pháp để nghiêm trị những kẻ xấu, những kẻ làm trái pháp luật, ông nhấn mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta. Đó là tinh hoa, phẩm cách của người Việt Nam. Vì vậy phải làm sao, đưa giá trị yêu nước, ý thức dân tộc chân chính đó, vào những việc làm xây dựng đất nước, giữ vững ổn định chính trị, để thúc đẩy công cuộc đổi mới. Phát triển lành mạnh, đặt cho được mục tiêu mà Đảng đã xác định, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đó là chỗ thể hiện tốt đẹp nhất và xứng đáng nhất về lòng yêu nước của mỗi người dân, bất cứ ở cương vị nào, lứa tuổi nào, giới tính nào. Lòng yêu nước luôn luôn phải trở thành một động lực tinh thần cao quý mà mỗi người cần gìn giữ, phát huy và không bao giờ để kẻ xấu lợi dụng vào việc làm gần như chống lại Tổ quốc, dân tộc mình. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách kích động, mị dân, lừa dối, thậm chí bằng những biện pháp tinh vi như cung cấp thông tin giả mạo, cung cấp tiền tài, vật chất. Nếu người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, không đủ tỉnh táo, sáng suốt, thì rất dễ trở thành con rối, một công cụ trong tay kẻ xấu, chống lại chính mình mà mình không biết. Theo giáo sư Hoàng Chí Bảo, để tránh xảy ra các vụ việc đáng tiếc tương tự, cũng cần phải giáo dục cả lòng tự trọng, danh dự, ý thức pháp luật, ý thức dân tộc, và phải luôn ghi nhớ rằng, yêu nước thì phải làm gì cho ích nước lợi dân. Nếu làm việc gì không đúng như vậy, thì phải tỉnh táo để phòng ngừa, chống lại. Tổng Bí thư kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Chiều ngày 17 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Phan Văn Độ đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 5 vừa qua, đặc biệt sự đổi mới phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng hỏi nhanh đáp gọn. Cử tri mong muốn mỗi đại biểu Quốc hội cần phát huy tinh thần trách nhiệm không chỉ trong nghị trường, cụ thể là cần gắn trách nhiệm của người đại diện trong việc giám sát các vấn đề ngay tại địa bàn ứng cử. Đánh giá cao kết quả công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, cử tri Hà Minh Thông cho rằng cuộc đấu tranh này còn vô cùng cam go. Ông đề nghị Đảng, Chính phủ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện đúng tinh thần chống tham nhũng không có vùng cấm. Ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm các nội dung được cử tri quan tâm về nội dung phòng chống tham nhũng tiêu cực, vấn đề kê khai tài sản. Theo Tổng Bí thư, đây là những vấn đề không chỉ cử tri quận Cầu Giấy mà cử tri ở nhiều nơi đều dành sự quan tâm đặc biệt, nêu ra ở hầu hết các cuộc tiếp xúc cử tri. Tổng Bí thư đồng ý với quan điểm cho rằng, phải coi công cuộc phòng chống tham nhũng giống như cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm, phải phát động toàn dân tham gia và phải làm quyết liệt hơn nữa để thu hồi được tài sản.
Bên cạnh đó, vấn đề kê khai tài sản cũng phải quyết tâm làm và đặc biệt phải công khai kết quả. Tổng Bí thư cho biết, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiếp tục thảo luận cho ý kiến về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, trong đó tập trung vào nội dung khó đó như mở rộng phạm vi chống tham nhũng ở khu vực ngoài nhà nước và đã nhận được sự tán thành của đại biểu Quốc hội. Tổng Bí thư cũng cho rằng vấn đề kê khai tài sản cán bộ là vấn đề rất khó, nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư, quyền bí mật cá nhân. Tổng Bí thư mong muốn cử tri tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để có thể hoàn thiện được luật này và sớm được Quốc hội thông qua. Liên quan đến vấn đề đặc khu mà cử tri quan tâm, Tổng Bí thư một lần nữa nhấn mạnh trên thế giới nhiều nước đã có đặc khu kinh tế và chủ trương này chúng ta đã từng nghiên cứu từ những năm 90 của thế kỷ trước. Tổng Bí thư cho rằng đặc khu kinh tế phải phát huy được tất cả các lợi thế của đất nước, đòi hỏi phải có cơ chế, chính sách dựa trên nguyên tắc độc lập, chủ quyền, chứ không phải người ta ào ào vào chiếm hết đất của mình. Chúng ta có thể yên tâm, vấn đề này phải được làm một cách chặt chẽ, chính chắn, Tổng Bí thư khẳng định.